Xin kính chào toàn thể bà con cô bác đã quay trở lại kênh mua bán của ô tô cũ giá rẻ nhất cả nước ạ. Và tiếp tục đây là một chiếc xe Hyundai Avante mới vừa cập bến cửa hàng bên em. Được sản xuất năm 2011 với động cơ có là 2.0 nhé. Dòng xe Hyundai Avante thì nó sẽ có hai bản, một bản 1.6 và một bản sẽ là 2.0. Bản 2.0 thì nó sẽ là cái bản cao cấp nhất ạ. Với dòng xe Hyundai Avante này là một chiếc xe phân khúc hạng C. Bà con quan tâm hãy gọi điện cho em qua số điện thoại là 0397 265 286 ạ. Đặc biệt bà con xem thì hãy like, đăng ký và chia sẻ giúp em nhé. Cho em xin gửi lời chân thành cảm ơn đến toàn thể bà con cô bác đã luôn luôn theo dõi cũng như là ủng hộ kênh mua bán của em trong suốt thời gian vừa qua. Vâng, với mẫu xe Hyundai Avante này là một chiếc xe phải nói là rất là đẹp, phong dáng phân khúc hạng C. Với dòng xe Hyundai Avante tự động và Hyundai Avante số sàn thì nó cũng sẽ có những cái điểm khác biệt đấy, để chúng ta có thể phân biệt được một chiếc xe bản đồ, một chiếc xe tự động, một chiếc xe số sàn qua cái hình thức bên ngoài thôi, và chúng ta chưa vào nhìn bên trong đấy, chưa nhìn củ số và chỉ nhìn qua bên ngoài thôi. Đó là hệ thống la răng của nó đã khác rồi này đấy. Số sàn thì la răng của nó sẽ là dạng hình bông hoa đấy, la răng đa chấu. Nhưng với chiếc xe Hyundai Avante tự động thì nó chỉ trang bị la răng 5 chấu thôi đấy, la răng khác này. Và mình sẽ nhìn qua cái hệ thống cửa sổ trời đấy, hệ thống cửa sổ trời. Bản tự động nó sẽ có hệ thống cửa sổ trời, đều có hệ thống xi nhan trên gương như nhau đấy. Đăng kiểm con này còn đến tháng 1 2024 ạ. Bây giờ thì tất cả các xe qua 23 năm đổ lại về đây chúng ta vẫn đăng kiểm được 1 năm một lần. Đây là luật đăng kiểm mới rồi cho nên là rất là lợi thế đấy ạ. Hệ thống đèn của chiếc xe này đấy, phải nói là rất là sáng nhá. Đây đấy, hệ thống đèn pha này, đèn đèn pha, đèn cốt, đèn cảnh báo và đèn gầm đều là hoạt động rất là ok luôn, không có bóng đèn nào bị cháy nhá. Chiếc xe mang biển Nam Định 18A01164. Và dòng xe Hyundai Avante tự động nó sẽ có trang bị kể cái điều hòa auto của nó nữa. Đây, bên trong phần nội thất này đấy, bên trong phần nội thất được trang bị điều hòa auto này. Và ghế da xịn nguyên bản theo xe, đây là ghế da xịn của nó nhé. 2011 qua 12 năm sử dụng rồi nhưng mà ghế da vẫn là còn nguyên bản của nó, chưa bị mất ghế ạ. Hai túi khí an toàn, một bên lái và một bên phụ. Với động cơ 2.0 con này thì xe chạy nó sẽ đầm hơn, chắc hơn đấy. Xe chạy rất là chất hơn so với bản 1.6 bốc hơn ạ. Thì đương nhiên nó sẽ phải ăn nhiên liệu hơn rồi. 1.6 sẽ là 7 lít đấy. Còn bản 2.0 thì nó phải dao động tổng khoảng là 10 lít trên 100 cây. Khi vào phố thì sẽ phải hơn một tí đấy ạ. Về phần khung sườn của chiếc xe, đây ấy, bà con mình có thể nhìn ngoại những cái đường gân của chiếc xe này đấy, nó led căng, led thẳng này đấy, còn y nguyên của nó nhá. Và những cái đường khe mép của cửa đây nó không hề có hiện tượng bị vênh, bị mép mó. Nếu mà xe bị tai nạn thì những cái phần cánh cửa này của nó sẽ bị vênh đấy, điển hình như ví dụ như là xe bị tai nạn đúng không, thì xe nó không đóng cửa được mà nó sẽ vênh như thế này đấy, nó sẽ không có độ khít như thế này đâu ạ. Đấy, một chiếc xe em bán ra có giấy tờ cam kết cho bà con cô bác là không bị tai nạn, không bị ngập nước. Giấy tờ em cam kết chuẩn chỉ. Nếu bà con mình cần biết thêm thông tin hay đăng ký đăng kiểm của xe, kết bạn Zalo em sẽ gửi cho để bà con xem. Và xe có trang bị cam lùi này đấy, cam lùi này, đây Hyundai này đấy, Avante. Hệ thống đèn hậu của chiếc xe đấy, đèn cảnh báo, đèn xi nhan thì đều rất là ok rồi. Trang bị la răng đúc và bốn phanh đĩa. Lốp dép con này phải nói còn khá là dày, cô lốp thì chưa có hiện tượng mục mọt này. Giá bán của con này thì phải nói là rất là hợp lý ạ, chỉ có 309 triệu đồng thôi, là bao gồm phí giúp hồ sơ cũng như là hỗ trợ vận chuyển cho bà con cô bác trên toàn quốc nhé. Đấy, trên toàn quốc con ạ. Bây giờ em quay phần cốp này, đây phần cốp xe đây. Đấy, lốp xe cua kích lốp, đặc biệt là phần cốp thì được dán một cái lớp chống ồn đây. Đấy, dán một cái lớp chống ồn này. Hệ thống đèn của nó vẫn còn đây ạ. Đèn hậu của nó vẫn còn đây nhá. Cốp con này rất là rộng.
vì nó dòng xe phân khúc hạng C, cũng phải nói là rất là rộng. Đây bà con xem những cái phần cánh cửa của chiếc xe này, một chiếc xe gia đình sử dụng nên là bà con chúng ta chỉ nhìn qua những cái phần cánh cửa thôi, và hệ thống bấm kính lên xuống đây đấy, à, nó không bị bao mòn nhá. Đấy, biểu tượng của nó, những cái phần ấy của nó vẫn còn này. Đây đấy, ký hiệu của nó vẫn còn đây. Order con này cũng chạy 19 vạn rồi. Đấy, 19 vạn. Điều hòa auto nhá. Đấy, điều hòa auto. Củ số đây. Phanh tay đây. Đây em vào số để cho bà con chúng ta nhìn số trên mặt đồng hồ này. Đấy. R này, đấy. L này. D, đấy. Rất là ok luôn ạ. Vô lăng, hai túi khí an toàn, một bên lái và một bên phụ. Sau cùng đây thì em sẽ quay phần máy của nó nhé. Đấy, máy của nó đang hoạt động thì em sẽ quay phần máy của chiếc xe Hyundai Avante này. Đặc biệt đây là một chiếc xe đấy, 5 số nhưng mà vẫn là một chủ nhé. Dạ vâng, đây là phần khoang máy của chiếc xe Hyundai Avante được sản xuất năm 2011 với động cơ 2.0, không phải là bản 1.6 nhé, bản 2.0. Đây là dây Corolla này, đấy, máy lổ êm ạ, phải nói là rất là êm. Máy khô rang luôn. Đây là bình ắc quy này, đấy, vẫn còn xanh đây. Máy lổ rất là chất. Đấy, hệ thống đèn của chiếc xe đây ạ. Đây phần cabo này, đấy, chống nhiệt phần cabo. À, đây quả chống nhiệt phần quang máy nữa đây ạ. Chỉ có 300 lẻ thôi. Đấy là sở hữu ngay được một chiếc xe phân khúc hạng C, sổ tự động. Với dòng xe Hyundai Avante thì là một chiếc xe đến từ thương hiệu của Hàn. Dòng này là dòng xe bản Việt, không phải là dòng xe nhập khẩu nhé. Dòng xe bản Việt thôi, thương hiệu Hàn và bản Việt ạ. Đây là két nước chính của nó này. Đấy, két nước chính này. Và đây là két nước phụ này. Đấy, nước xịt kính đây. Dạ vâng, một chiếc xe phân khúc hạng C Hyundai Avante được sản xuất năm 2011 với động cơ con này là 2.0 nhé. Đấy, bản đủ nhất. Nếu bà con các bác quan tâm thì có thể nhấc máy gọi điện cho em qua số điện thoại là 0397265286. Đặc biệt bà con xem thì hãy like, đăng ký và chia sẻ giúp em. Chị em xin gửi lời chân thành cảm ơn đến toàn thể bà con cô bác đã luôn luôn theo dõi, ủng hộ và kênh mua bán của em trong suốt thời gian vừa qua. Và bây giờ thì em xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại bà con cô bác ở những video tiếp theo ạ.